làm liên tục hỏi ông Khoa này, ông làm cái kênh YouTube của ông bao nhiêu lâu, ông làm miệt mài như thế nào. Còn những người mà không làm kênh YouTube, không tương tác mà không mang lại một cái giá trị thật cho khách hàng, bởi vì họ sẽ cập nhật thường xuyên cái thông tin, thì những người kia mang lại cái điều gì? Các bạn sẽ đạt được điều gì trên cái việc tương tác với họ, họ sẽ nhận được gì cho các bạn? Xây dựng thành công từ cái chỗ đó đó ha. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn thương hiệu của bạn đã bền vững. Lúc đó sẽ đặt ra những cái sứ mệnh lớn hơn, ảnh hưởng đến xã hội và đào tạo đội ngũ kế cận. Cái đoạn này thì các bạn đang ở cái level tầm 3 đến 5 năm sau khi mà mình hoạt động tốt trong cái lĩnh vực của mình. Các bạn đã xây dựng được những kết nối với nhiều đối tác ở trong lĩnh vực cũng như là các lĩnh vực khác. À. Rồi, ở đây các bạn chỉ cần nhớ một cái điều duy nhất khi các bạn xây dựng thương hiệu cho mình. Đó là quy luật cho và nhận. Với cái người mà mình muốn xây dựng thì mình sẽ cho cái gì đến cộng đồng? Cộng đồng mình đây là gì? Là những cái đối tác mà các bạn xây dựng ở trên Facebook á. Trước mắt là như vậy đi. Các bạn post bài, các bạn chia sẻ cái giá trị gì cho họ. Mỗi ngày họ nhận được cái gì từ các bạn. Mỗi khi mà họ có câu hỏi, họ tương tác thì họ sẽ nhận được sự giúp đỡ, sự giải đáp hay bất kỳ một điều gì đó. Cái cộng đồng YouTube của ông Khoa là ông nhận được cái gì? Cập nhật liên tục về tiến độ, về đường xá khắp các quận ở thành phố Hồ Chí Minh. Ông đi từ quận 4 qua quận 7, Nhà Bè, Bình Chánh, Từ Lừa hết. Ông đi tới đâu ông quay và ông review, ông nói tới đó. Mỗi ngày thì có phải là người ta sẽ theo ổng, cập nhật ổng. Cần cái chỗ nào thông tin là ổng nói cho anh đi hỏi thử bên đó giờ sao rồi, tới đâu rồi. Ổng kể, ổng nói cho nghe xong ổng gửi cho ổng phút clip coi. Thích không? Thì đó là cái giá trị mà mang lại cho cộng đồng. Cộng đồng này là cộng đồng nào? Xác định luôn rõ rồi. Quan tâm đầu tư thị trường nhà đất. Họ phải biết là thị trường nó đang làm tới đâu, đường xá đang làm tới đâu, dự án đang làm tới đâu, có đứng hay không. Ví dụ như vậy ha. Thì khi đó chính cộng đồng sẽ xác nhận cái thương hiệu của chính bạn. Đó, đó là cái quy luật rất rất dễ mà các bạn chỉ cần nhớ là mình sẽ đem lại cái giá trị gì cho cộng đồng. Cộng đồng mà mình đang xây dựng muốn nhắm tới cộng đồng đó là ai, mang lại những gì cho họ, họ là những người nào, mình xác định được để mình kết bạn, mình xây dựng cái network. Còn mà lên mạng thấy ai cũng kết bạn, thấy đẹp đẹp là kết bạn, thấy giàu là kết bạn, không được. Phải định hướng. Rồi, xây dựng thương hiệu cá nhân trên Facebook. Ví dụ như là những các bạn biết ha, chúng ta sẽ đặt một câu hỏi, đó là tại sao người yêu mến và thích bạn trên Facebook. Ví dụ tôi đẹp, tôi sexy, ngực tôi to, chân tôi dài gì đó. À, thường có ảnh gái xinh, thường có những status rất bừa và khó đỡ, thường có những bài viết rất chân thực về quan điểm sống, à, hay đơn giản là vì đã từng tham gia chương trình truyền hình nổi tiếng, là người nổi tiếng, người của showbiz thì sẽ người nhiều người theo dõi. Rất nhiều lý do thì các bạn phải xác định được cái ở trên Facebook mình sẽ post cái gì, thì cái nội dung nãy là Thảo Anh đã nói bạn biết, viết cái gì, viết cho ai, mục đích viết là gì, nội dung viết ra sao, muốn đạt được điều gì, không có bài viết đó đều có mục đích hết. Một cái hình ảnh chia sẻ lên có thể không viết gì, nhưng mà cái hình nó phải có một vài chữ gì nó thể hiện được cái điều mình muốn nói, tức là kể chuyện bằng hình ảnh. Hoặc là nếu không có hình ảnh thì cái mức độ tương tác nó có nhiều hay không, không nhiều thì có lại câu chữ nó phải là thật là khác ha. Ba cái câu hỏi chúng ta thường sẽ trả lời, phải trả lời cho được thì chúng ta mới hoàn tất được cái việc mà mình post bài, viết bài và xây dựng trên Facebook như xong. Bạn đại diện cho điều gì, hoặc là người khác nhớ tới bạn thông qua cái điều gì ở bạn, và có gì để tăng nhớ. Khi mà nhắc tới bạn là người ta nhớ tới cái gì? Nhắc tới Phi Long là đầu chọc phụ bự, tóc dài ngang vai, cao 1m8, ví dụ vậy, đúng không? Tính cách của bạn là gì? Bạn chia sẻ và đóng góp điều gì với cộng đồng, và ngược lại cộng đồng học hỏi được gì ở chính bạn? Các bạn cứ trả lời ba câu hỏi này trên cái chia sẻ của mình trên cộng đồng mạng xã hội luôn.
chứ không phải là Facebook. À, Facebook chỉ là một phần thôi nha. Rồi 9 bước để xây dựng thương hiệu cá nhân gì đó mình bỏ qua đi, sẽ gửi cho các bạn làm. Rút kết lại nó rất là ngắn gọn là những gì các bạn cần phải làm trên Facebook. Còn 9 bước này là 9 bước mà thực hành các bạn phải làm, để gửi cho các bạn xem. À, sẽ còn một buổi nữa để test, tại vì bây giờ các bạn ngồi mà không biết được thì buổi sau bắt đầu đi vô một cái buổi chi tiết nữa là cái buổi bài test. Thường những cái bài sau này của bọn Long làm thường sẽ có 3 buổi, ít nhất là 2, thường là 3, một buổi lý thuyết, một buổi thực hành và một bài đánh giá. À quên, một buổi lý thuyết, một buổi thực hành và một buổi đánh giá. Thì các bạn xây dựng cái bài viết của mình, xây dựng cái profile hoặc là cái fanpage của mình lại bắt đầu từ cái việc chúng ta học lý thuyết, định hướng lại, sửa nó lại, xong rồi qua cái bài thực hành thì đi sâu vô biết là để thực hành chúng ta cần những bước gì, làm ra sao. Rồi tới một cái buổi kế tiếp nữa là đánh giá hiệu quả của cái fanpage, cái profile mà các bạn xây dựng từ lúc bắt đầu học, để nhìn nhận mọi người sẽ thấy được kết quả nó thay đổi ra sao. Thì các lớp về sau nó cũng sẽ đi theo cái mô thức đó để chúng ta thấy được là cái sự thay đổi. Chứ không thể nào mà học lý thuyết xong đi về và bỏ luôn, không thực hành, mà có thực hành không đánh giá thì không thấy được hiệu quả ha. Cho nên là rất mong các bạn về, các bạn tham gia vô cái lớp Hàm Anh có tạo ra đó. Xong rồi thương hiệu cá nhân này, các bạn nhân cái lớp đó là cái lớp thương hiệu cá nhân gạch ngang personal branding. Rồi mỗi người gửi cái đường link cái profile cá nhân hoặc là cái fanpage mà các bạn sẽ làm bắt đầu từ thời điểm này, để chúng ta đánh giá được cái sự thay đổi, có thể tạo một cái mới hoặc là cứ dựa trên cái cũ mà chúng ta đang có từ thời điểm ngày hôm nay, à, để chúng ta có cái sự đánh giá được là thay đổi và khác biệt như thế nào từ ngày chúng ta thực hiện, à, rồi đánh giá kết quả nó ra sao thì mới biết được, chứ nếu không thì không có hiệu quả, lần sau có học thì cũng không biết khắc phục ra sao nha. Rồi không biết là có ai có câu hỏi gì cho ba diễn giả ngày hôm nay nữa không, mời chị gì giảng lên đây luôn đi, mình cùng chào sân. Còn một cái phần mà em bổ sung trước khi mình kết thúc đó, đó là chúng ta phải trở nên hữu ích cho cộng đồng. Thì nó không phải là cái gì mình đi làm từ thiện đâu mọi người. Trở nên hữu ích có nghĩa là chúng ta gia nhập vào những cái group, ví dụ như mình quan tâm về cái group bất động sản đi, mình có thể tham gia vào đó, mình sẽ đăng những cái bài có những cái kiến thức của mình ở trong đó để mọi người biết đến mình. Ví dụ như mình định vị là mình phân khúc nào, ví dụ như phân khúc resort, phân khúc nhà phố, phân khúc gì đấy, mình có thể là cái thế mạnh đó của mình, mình bố trong cái cộng đồng đó, được mà mình trở thành một người có ích trong cái cộng đồng đó. Mình đang nói là trên cộng đồng ảo trước, rồi cái bên ngoài mình tính sao, chứ em không có nói sâu về cái chuyện là đi làm việc thiện nha. Thì mình nên hoạt động một cách gọi là sao, active trong đó, mình phải chủ động lên, mình phải gọi là hoạt động thường xuyên trong đó để mọi người nhớ tới mình, được mà. Hoặc là trong trường hợp mà nếu như các anh chị mà đã quen với cái chuyện là mình viết rồi, mình tương tác với trên mạng xã hội rồi, chúng ta có thể tạo ra một cái group riêng, cái điểm như vậy, được mà. Cho nên quay trở lại, sau tất cả thì chúng ta vẫn phải có một cái giá trị gì đó, chúng ta phải trở nên hữu ích đối với những người mà họ quan tâm đến một cái chủ đề nhất định, thì chúng ta mới gọi là có chỗ đứng trong cái giới của bạn, được mà. Ở trên Facebook nó có rất là nhiều cái group, các bạn review bất động sản, chia sẻ thông tin thị trường rồi gì đó, các bạn có thể cho vào những cái group đó để thời gian đầu thì nghe coi người ta nói gì để đánh giá, rồi khi nào mình có một cái đánh giá cảm thấy là mình đưa ra là người ta sẽ ít phản bác, người ta sẽ đồng tình với nó nhiều thẳng đưa lên. Còn không á, mà mới đầu tọt gen vô nó rưỡi cúi đầu luôn á ha, thì các bạn phải hiểu được là mình đang ở vị trí nào thì bắt đầu mới tương tác và mà chia sẻ những cái thông tin mà mình nghĩ là mình biết và nó đúng hoặc là nó hay ha. Thì các bạn phải theo dõi nó khoảng thời gian, cho nó rất nhiều đất, thì hầu như rất nhiều sale, rất nhiều giám đốc
thậm chí có khách hàng trong hơn nữa. Các bạn xây dựng hình ảnh profile của mình tốt, vô đó comment tương tác và chia sẻ những thông tin thấy thằng kia nói, mình vô mình phản bác, mình chứng minh được những cái luận cứ của mình đưa ra thì nó rất là ok. Dần 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 các bạn sẽ nổi lên trên thị trường ở trong cái lĩnh vực của mình muốn. Đơn giản không? À, vấn đề là phải có kiến thức. Rồi, xin mời đặt câu hỏi cho chị Ánh trước đi. Đang ngồi thấy buồn ngủ quá. Chị Ánh là chuyên về coaching cá nhân. Các bạn mà cảm thấy là mình đang mất định hướng, mục tiêu của mình nó đang mơ hồ quá, công việc của mình chưa biết phải bắt đầu lại từ đâu, mình đang muốn bán hàng có thể là không biết bắt đầu như thế nào cho nó tốt, không biết tìm khách hàng, tư vấn khách hàng ra sao, thậm chí là tâm lý mình đang ở bất ổn, cũng có thể gặp bạn bạn này. À, dạ vâng, tại vì anh Long đang bán em nhưng mà em biết em có cái gì. Cho nên để em nói lại, dịch lại nha để mọi người dịch lại. Là tại vì em thì là người coach, thì không biết các chị đây đã làm biết về coaching chưa ạ? Chị đây lên. Mình có những người là có thái theo học nam được không? Mấy chị này biết coaching được không ạ? Thì coaching thật sự ra nó không có giống như training. Chị hôm nay các chị học là training, là chị đây đang được đào tạo và sử dụng cái là một chiều mà chị có làm, nhưng mà cái nhiều chỗ này không hiểu được. Nói chung là không đi sâu được các chị nhiều hơn. Thì trong cái coaching á, thông thường á, thì em thì không phải là người training hết, chị học một chủ đề nào đó, một kỹ năng nào đó bên ngoài. Và trong coaching á, là chính anh chị sẽ làm tự làm bài tập của chính mình. Và trong quá trình làm bài tập đó, các anh chị thấy là mình cũng chưa đạt được cái mục tiêu của mình lúc đó, là sẽ biết bác bạn em sẽ giúp cho anh chị, cùng với anh chị gỡ là bắt nào thì sao anh chị chưa phá băng được, phá nào được và ra khỏi cái vùng thoải mái của mình để phát triển bản thân của mình. Thì coaching sẽ làm được những đó. Thì em ở trong Galaxy thì em làm về cái buổi là goal setting. Goal setting là sao? Là khi các anh chị hôm nay đã tham gia buổi học của Thảo An xong rồi, anh chị định hình được là mình sẽ làm như thế nào, mục tiêu sẽ làm gì rồi, thì các anh chị sẽ có cái goal cho mình. Vậy là sao đạt được cái goal đấy? Thì cách nhất là các anh chị có thể là chưa hình như vậy, cái goal mình có rõ ràng hay không. Tại vì hôm bữa em có coach một buổi thì cũng có một chị Hoa, chị cũng nói là cái goal của chị lúc đầu chưa có rõ, là chị muốn có một căn nhà, nhưng mà căn nhà của chị lại ở thành phố Hồ Chí Minh. Và lúc mà chị biết ra nó thì chị lại không ghi rõ là Hồ Chí Minh, và khi mà chị mua cái goal đặt được là căn nhà ở ngoài tỉnh, thì đó không phải là cái goal mà chị muốn. Như vậy cái đầu tiên của chị là cái goal của chị đã rõ hay chưa, cái mục tiêu của chị đã rõ hay chưa, thì khi đến cái buổi thì sẽ làm rõ cái sự đó phải là mục tiêu của mình hay không, đó phải là động lực của mình hay không, đó là điều mình muốn hay không. Và nếu như đó là điều mình sự muốn thì mình bắt tay vào mình làm cái điều gì để mình đạt điều mình muốn đó. Thì với cái điều mình muốn như vậy thì mình từ sau khi mình bắt tay mình làm rồi thì mình sẽ quay lại mình là tại sao mình lại mình rất muốn như vậy, mình đặt mục tiêu vậy là sao mình chưa làm được, thì lý do nó nằm ở đâu, lý do nằm ở chỗ mình hay là ở điều nào đó, thì mình sẽ cùng nhau khám phá cái điều đó ở trong cái buổi coaching như vậy. Thì như buổi coaching vậy em đi khá là sâu, cho nên là em sẽ dành thời gian cho được 10 anh chị thôi. Em không có đủ thời gian để làm hết tất cả, nên là nếu anh chị đăng ký thì là liên hệ vào các link đi sâu hơn. Thì như buổi hôm nay thì nó sẽ kèm, thứ nhất là kèm trên YouTube, và những cái buổi khóa sau anh sẽ đưa anh Long sẽ làm kỹ cho các anh chị là làm gì. Nhưng mà chính bản thân mình có làm gì đó hay không, hoặc là kế hoạch của mình thật sự phù hợp với mình hay không, thì cần những cái sâu như vậy để khám phá thực sự ra mình phù hợp với cái gì. Bạn chắc chắn thì cũng bảo mình là đâu thì anh chị tham gia vào những buổi coaching của em ở trong Galaxy. Dạ rồi, thì ngày 29 tháng 8 này là thứ năm buổi chiều, cái số nó 25 tháng 9 anh chị, tại vì con đến gần 29 ngày đêm lại thì muốn rõ được 29 tức là buổi chiều thứ năm tuần cuối cùng của mỗi tháng. Thì tháng trước thì em cũng có làm cho mấy bạn, và tháng này em sẽ tiếp tục review video của các bạn để xem là các bạn đã nỗ lực và có những sự cam kết với những gì mình tập ra hay không, cam kết đến đâu. Rồi, đó là buổi. Thì các anh chị có đặt câu hỏi gì cho em trong những cái buổi về chương trình đó, nhưng mà ban đầu em đã làm cho anh chị em không? Chính vì vậy cho nên là nó muốn các bạn đến những cái buổi như vậy thì các bạn phải tương tác, tức là khi các bạn ngoài viết bài và khi viết bài kia các bạn làm cảm giác, thì bạn phải làm cái để hiểu được là các bạn đang muốn gì. Tại vì các bạn chỉ đến các bạn ngồi nghe thì chắc chắn nó không ra được cái hiệu quả đâu. Ở đây là lớp miễn phí nhưng mà nó có cái giá của nó. Các bạn đã bỏ rất tiền đi học những cái lớp có tiền rồi, các bạn nghiền lại nữa đi, nếu như bạn không tương tác thì nó tốn bao nhiêu tiền cũng chừng đó thôi.
Tại vì về thì các bạn cảm nhận được ngay lúc đó rất rất phấn khởi, rất thích, rất hò hởi, máu trào rần rần ngay tại chỗ, về ra khỏi cửa là tụt mẹ rồi. Tại vì các bạn không nốt đã được, không ghi đã được, mà không hành động gì để nó ghi lại trong cái trí nhớ của mình, nó không để lại dấu ấn, về rồi cũng buông xuôi thôi. Thường những cái lớp tốn tiền họ bắt các bạn phải hành động tại chỗ, phải làm, không làm thì cái tiền của bạn không trả, quan tâm họ tốn tiền rồi. Thì kích thích đỉnh điểm của những cái buổi đó là gì? Bán hàng tại chỗ, máu không? Đi về suy nghĩ cho mình ngu luôn á, vẫn làm mà sao đây mình học cũng làm ơn. Đúng không? Cho nên là mong muốn các bạn ở đây là gì? Phải thực hành, phải làm và phải hành động. Cái ước mơ, cái gì đó chăng nữa, cứ nghĩ lên người mơ ước thôi, phải bắt đầu làm từ cái bước nhỏ nhất là gì? Viết nó ra, vạch nó ra. Xong rồi bạn này sẽ giúp các bạn là cụ thể hóa nó đến khi mà làm theo cụ thể như vậy mà không được nữa thì mới coi là tại sao cụ thể như vậy, rõ ràng như vậy mà không được, thì nó sẽ là người định hướng giúp các bạn là điều chỉnh cái này của mình. Rồi mời tiếp câu hỏi cho bạn Hảo Anh. Bạn này chuyên về marketing. Chuyên về bản chữ ký phân tử tự tiếp đi, tức là bạn này bản chất không có đi về cái hướng giống như là bên Long với là ảnh nhiều, như bạn này rành về marketing nhiều hơn, rành về setup hệ thống nhiều hơn. Cái cách chia sẻ nó cũng sẽ khác của Long, nhưng mà các bạn muốn hỏi sâu về marketing, về rất nhiều những cái bài setup hệ thống từ ban đầu, xây dựng toàn bộ tổ chức từ ban đầu startup, thì bạn này bạn nắm rất là ok. Cái góc nhìn về cách mà vận hành của một tổ chức từ nhỏ đến lớn, cần những bước gì xây dựng từng bộ phận lên, và này là bạn nắm rất là tốt. Cho nên là ở trong cái bộ phận đào tạo thì sắp tới các bạn có thể gặp thêm một vài người nữa, mỗi người sẽ có những điểm mạnh khác nhau. Hy vọng là chúng ta làm sao khai thác hết những cái điểm mạnh của những người này, thì các bạn phải học, phải moi móc ra làm sao đến thành của mình được cái nào hay đấy nha. Cho bạn Hậu Anh chàng cổ tay đi, chàng cổ tay cho bạn chàng sắp tới. Rồi mời câu hỏi của các bạn trước khi chúng ta kết thúc. Nay là cuối tuần mà các bạn ngồi tới giờ này thì cũng rất là nhiệt huyết rồi ha. Hy vọng là chúng ta tiếp nhận được rất nhiều điều từ cái buổi chia sẻ này. Nó không chỉ đơn giản là từ vì tụi Long mang gì tới, mà các bạn mang nó về và làm gì với nó. Giờ muốn hỏi làm gì thì cứ hỏi đi. Các bạn không hỏi, có hỏi không? Hỏi lại à? Bây giờ không thật mà. Tại vì bây giờ thật sự ra là em cũng gặp được rất nhiều thành công. Thì họ cũng nói một cái những điều thành công của họ là sau một ngày họ sẽ review lại chính bản thân của họ, là ngày hôm đó họ học được điều gì mới, họ đã làm được điều gì. Thế thì sau buổi hôm nay thì chia sẻ cho em đi, là bài học gì các chị được học? Bài chị đấy, anh mang lại cho chị chia sẻ đi. Anh Hùng nào? Em chỉ nha, giờ sao với chị xung phong đi. Chúng ta sẽ nói ra cái điều gì mà mình thích nhất trong buổi ngày hôm nay mà mình tin là mình sẽ áp dụng được. Đúng không? Mình cứ nói một cái bất kỳ thôi. Ok, cảm ơn anh. Nhưng mà không bao giờ nghĩ đến cái chuyện phi lợi cá nhân. Thì đến lúc mà quyết định mà
ra cái nghề gọi là bán buôn bán nông sản thì mình thấy là cái đó nó thực sự là quan trọng, nhưng mà thấy nó quan trọng rồi cũng không hiểu được là nó là cái gì, nó như thế nào. Đây là cái buổi mà cho em một cái nhìn tổng quan cái bước nhỏ nhất để em có xây dựng được cái nghề cá nhân của mình. Đó là những cách mà dễ dàng nhất ai cũng có thể làm được. Cảm ơn bà giám giả đến từ bệnh viện. Cảm ơn mọi người. Là vì khi mà em hỏi là mọi người cũng chia sẻ thì đây là cơ hội để các anh chị xây dựng thương hiệu cá nhân của các anh chị, đúng không? Tất cả khi anh Cảnh đứng lên đó, có phải là tất cả mọi người đây đều ngồi nghe chứ không ạ? Có cơ hội nào mà anh chị bảo là anh đứng đây ngồi tôi nghe tôi nói cho tôi là ai tôi làm cái gì không? Không, đúng không? Thế bây giờ qua câu chuyện của anh Cảnh như là một cách anh chia sẻ xong thì với cá nhân quen để cái hình ảnh của anh Cảnh là một người gia đình, vì gia đình đúng không ạ? Hai video lên thì thế thì dựa một người cha ngủ rất là tốt, nhưng mà với hình ảnh cá nhân của anh như vậy thì liệu như cái này thôi các anh chị đúng từ trước đó đúng rồi, bạn bắt được, nhưng mà bán được cho đối tượng nào và anh có thật sự là muốn trong thêm trong hình ảnh mà người ta nhìn thấy anh là ảnh như ông bố hay là ảnh như